Hùng Vương là ai và lịch sử các vua Hùng. Hùng Vương là ai và lịch sử các vua Hùng. Người Việt Nam luôn tự hào mình là con rồng cháu tiên, con cháu vua Hùng với hàng nghìn năm lịch sử vẻ vang. Ông cha ta có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đó là ngày hướng về cội nguồn, về truyền thống dân tộc. Vua Hùng hay vẫn còn gọi là Hùng Vương là tên hiệu các vị thủ lĩnh tối cao của nước Văn Lang, của người Lạc Việt. Theo truyền thuyết, các vua này là hậu duệ của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, một dân tộc có nguồn gốc gắn liền với lịch sử các vua Hùng. Bác Hồ đã có câu, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đây là câu nói đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi con người Việt Nam. Để nhớ công lao to lớn của họ, hãy cùng trở về với lịch sử hào hùng của dân tộc qua các thời đại vua Hùng để hiểu hơn và tự hào hơn nữa về dân tộc Việt Nam ta. Hùng Vương là ai và lịch sử các vua Hùng? Vua Hùng hay vẫn còn gọi là Hùng Vương là tên hiệu các vị thủ lĩnh tối cao của nhà nước Văn Lang, của người Lạc Việt. Truyền thuyết kể lại rằng vua Hùng bắt đầu từ thời xã hội Văn Lang tồn tại. Đứng đầu nước Văn Lang là các thủ lĩnh tối cao được biết đến với tôn hiệu Hùng Vương. Hùng Vương đồng thời là người chỉ huy quân sự, chủ trì các nghi lễ tôn giáo. Dưới Hùng Vương có các lạc tướng, lạc hầu giúp việc. Cả nước chia thành 15 bộ, đơn vị hành chính lớn có lạc tướng còn trực tiếp cai quản công việc của các bộ. Dưới nữa là các bố chính đứng đầu các làng bản. Kinh đô của nhà nước Văn Lang được đặt tên là Văn Lang. Tuy nhiên, các sử gia nước ta bị ảnh hưởng của các sử gia Trung Quốc nên mới chép kinh đô nước Văn Lang là Phong Châu, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Công cụ là đồng thau trở nên phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt. Có nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, dùng sức cày kéo của trâu bò là phổ biến nhất. Ngoài ra còn săn bắt, chăn nuôi, đánh cá và làm nghề thủ công như đúc đồng, làm đồ gốm. Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tính từ thời Kinh Dương Vương năm 2879 trước Công Nguyên cho đến hết thời Hùng Vương năm 258 trước Công Nguyên, kéo dài 2.622 năm, nhà nước Văn Lang tồn tại đến năm 258 trước Công Nguyên thì bị Thục Phán, tức An Dương Vương, thôn tính. Theo Nguyễn Khắc Thuần, trong thế thứ các triều vua Việt Nam thì 18 vị vua Hùng là Kinh Dương Vương năm 2879 đến năm 2794 trước Công Nguyên. Số năm trị vì là ước đoán, quý là Lộc Tục. Hùng Hiền Vương còn được gọi là Lạc Long Quân năm 2793 đến 2525 trước Công Nguyên, quý là Sùng Lãm. Hùng Lân Vương năm 2524 đến 2253 trước Công Nguyên. Hùng Diệp Vương năm 2252 đến năm 1913 trước Công Nguyên. Hùng Hy Vương năm 1912 đến năm 1713 trước Công Nguyên. Phần bên trái chữ Hy là bộ ngưu. Hùng Huy Vương năm 1712 đến năm 1632 trước Công Nguyên. Hùng Chiêu Vương năm 1631
đến năm 1432 trước Công nguyên. Hùng Vĩ Vương năm 1431 đến năm 1332 trước Công nguyên. Hùng Định Vương năm 1331 đến năm 1252 trước Công nguyên. Hùng Hy Vương năm 1251 đến năm 1162 trước Công nguyên. Phần bên trái chữ Hy là bộ Nhật. Hùng Trinh Vương năm 1161 đến năm 1055 trước Công nguyên. Hùng Vũ Vương năm 1054 đến năm 969 trước Công nguyên. Hùng Việt Vương năm 968 đến năm 854 trước Công nguyên. Hùng Anh Vương năm 853 đến năm 755 trước Công nguyên. Hùng Chiêu Vương năm 754 đến năm 661 trước Công nguyên. Hùng Tạo Vương năm 660 đến năm 569 trước Công nguyên. Hùng Nghị Vương năm 568 đến năm 409 trước Công nguyên. Hùng Duệ Vương năm 408 đến năm 258 trước Công nguyên. Tuy nhiên, ngày nay qua khảo chứng, các nhà sử học phần đông cho rằng chuyện 18 đời Hùng Vương là không có thật. Con số 18 chỉ mang tính tượng trưng. Nếu xét theo thời gian trị vì kéo dài hơn 2.000 năm mà chỉ có 18 đời vua thì đây là những con số rất khó thuyết phục. Mặc dù ghi chép như vậy để nêu rõ quốc thống, nhưng các sử gia đều tỏ ý nghi ngờ điều này. Nhà sử học Ngô Thị Sĩ viết: người ta không phải là vàng đá, sao lại sống lâu được như thế? Điều ấy càng không thể hiểu được. Việt Sử Tiêu Án. Còn trong cuốn Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim cũng viết: cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ nữa thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. Khác với ghi chép của sử sách và truyền thuyết giả sử, các nhà nghiên cứu cho rằng nước Văn Lang của các vua Hùng chỉ tồn tại trong khoảng 300 đến 400 năm và niên đại kết thúc là khoảng năm 208 trước Công nguyên, chứ không phải là năm 258 trước Công nguyên. Cuốn Đại Việt Sử Lược, bộ sử xưa nhất của nước ta, còn giữ được đến nay chép rằng: đến đời Trang Vương nhà Chu năm 696 đến năm 681 trước Công nguyên, ở bộ Sa Ninh có người lạ dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, phong tục thuần hậu, chất phác, chính sự dùng lối kết nút, truyền được 18 đời đều gọi là Hùng Vương. Không rõ tác giả Đại Việt Sử Lược căn cứ vào đâu để viết lên như vậy, nhưng đưa ra thời điểm mà nhà nước Văn Lang hình thành vào khoảng thế kỷ 7 trước Công nguyên, tương ứng với giai đoạn Đông Sơn là phù hợp với những kết quả nghiên cứu hiện nay. Và con số 18 vua Hùng cai trị trong khoảng 300 đến 400 năm được nhiều người chấp nhận hơn, cho dù không thể khẳng định được rằng nước Văn Lang thực sự có đúng 18 đời vua Hùng. Về con số 18 đời vua, cũng chính Đại Việt Sử Lược là tác phẩm đầu tiên đề cập tới, và dường như dữ kiện đó được nhiều tác phẩm sử học khảo cứu sau này ghi chép theo. Thậm chí các tác phẩm ở dạng diễn ca cũng viết: xưng Hùng Vương cha truyền con nối, 18 đời một mối xa thư, cành vàng lá ngọc sờn sơ, nước xưng một hiệu năm dư 2000, thiên nam minh giá.
hoặc như một số câu đối ca ngợi về thời đại Hùng Vương cũng đề cập đến con số 18. Thí dụ, thập bát truyền vi quân vi vương, trùng xuất tiên nga duy mạt tạo, ngũ thập tử quy sơn quy hải, biệt trùng thần nữ thiệu anh phong. Nghĩa là 18 đời truyền làm quân làm vương, hai vị tiên nga cuối dòng họ, 50 con lên núi xuống biển, một nàng thần nữ nối ngôi cha. Hay như câu đối: Nam thiên thập bát thế sa thư, sơ đầu đệ nhất thánh. Tây nhạc ức vạn niên hương hòa, thượng đẳng tối linh thần. Nghĩa là trời Nam 18 đời truyền kiếp, buổi đầu đệ nhất thánh. Tây nhạc ức vạn năm hương hòa, thượng đẳng tối linh thần. Chỉ có 18 đời vua mà cai trị 2.622 năm đã gây ra không ít hoài nghi. Tuy nhiên, trong các bản ngọc phả thần tích như bản ngọc phả Hùng Vương được soạn năm Thiên Phúc Nguyên Niên 980, đời vua Lê Đại Hành tức Lê Hoàn, nhà Tiền Lê, thì không phải là 18 đời vua Hùng mà là 18 nhành hoặc ngành với tổng cộng 180 đời vua. Dĩ Thượng Hùng Đồ Thập Bát Diệp, Tỷ Phú Truyền Cơ Thái Bảo, Nhất Bách Thập Bát Đại Đế Vương, Tốn Vị Nhất Thống Sơn Hà. Nghĩa là 18 nhành nhà Hùng, Ngọc Tỷ và Ấn Tín truyền quyền đại bảo trong khoảng 180 đời, nhường ngôi đế vương, một mối non sông xa thư trị nước. Nhiều tác phẩm khác như Tân Đính Lĩnh Nam Trích Quái của nhà sử học thời Hậu Lê là Vũ Quỳnh cũng viết là 18 ngành vua Hùng. Trong ngọc phả Hùng Vương thì chữ đời phải hiểu là chữ thế. Trong Hán tự có nghĩa là không phải một đời người mà là một dòng gồm nhiều đời. Hiện ở đình Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội còn bài vị Tam Vị Quốc Chúa thờ ba vị vua cuối cùng thuộc thế chi nhành Hùng Vương thứ 18. Xung quanh vấn đề này, hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng với người Việt số 9 là con số thiêng, nên các bội số của nó như số 18 cũng thiêng tương tự như vậy. Do đó, con số 18 đời Hùng Vương chỉ là con số biểu trưng ước lệ mà thôi. Như vậy, con số 18 không phải là 18 đời vua Hùng mà là 18 ngành. Mỗi ngành gồm nhiều đời vua mang chung vương hiệu. Khi hết một ngành mới đặt vương hiệu mới. Bên cạnh đó, thời gian trị vì cũng như tuổi thọ của một vị vua có thể hiểu là tuổi của nhiều đời vua và số năm trị vì của nhiều đời vua thuộc một ngành cộng lại. Vì thế, thời gian trị vì hơn 2.622 năm của các vua Hùng không có gì là hoang đường cả. Vì vậy mới có câu rằng: Sơ khai Nam Việt hữu Kinh Dương, Nhất Thống Sơn Hà thập Bát Vương, Dư Bách hệ truyền thiên cổ tài, ức niên hương hòa ức niên phương. Nghĩa là mở đầu Nam Việt có Kinh Dương, 18 ngành vua 18 chương, Bách Việt Xuân Hà muôn thuở đó, đời đời đèn nến nức thơm hương. Bản Thần Tích Xã Vi Cương Phú Thọ ghi chép khá rõ về các đời vua với những thông tin liên quan. Theo đó, 18 ngành vua Hùng có tất cả 180 đời vua nối nhau trị vì. Tính trong 18 chi đời vua Hùng truyền ngôi đại bảo cho 180 đời đế vương, Sơn Hà quy về một mối, kiến lập được 122 thành điện.
tổng cộng các năm của 18 đời Thánh Vương di truyền ngôi cho các triều Thánh Tử Thần Tôn là 2.622 năm, thọ 8.678 tuổi, sinh được 986 chi. Các hoàng tử công chúa sinh được 14.378 cháu chắt mưu duệ, cai trị khắp đầu non góc biển trong nước, vạn cổ trường tồn mãi mãi không bao giờ dứt. Viết về họ Hồng Bàng, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim có chép: cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến Ngũ Linh thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ, gặp một nàng tiên lấy nhau đẻ sang người con tên Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trường là Đế Nghi làm vua phương Bắc, phong Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía Bắc giáp Động Đình Hồ tức Hồ Nam, phía Nam giáp nước Hồ Tôn tức Chiêm Thành, phía Tây giáp Ba Thục tức Tứ Xuyên, phía Đông giáp bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm Nhâm Tuất tức năm 2879 trước Tây Lịch, và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được 100 người con trai. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được, nay được 100 đứa con thì nhà ngươi đem 50 đứa lên núi, còn 50 ta đem xuống bể Nam Hải. Sau đó vẫn theo sách trên, Lạc Long Quân phong cho người con trai trường làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương. Hùng Vương cai trị nước Văn Lang theo lối cha truyền con nối, đến 18 đời thì bị Thục Phán từ biên cương phía Bắc đánh bại. Thục Phán lên ngôi xưng là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Đó là năm 258 trước Công Nguyên. Theo sách vở cũ, các đời vua Hùng bắt đầu từ năm 2879 và kết thúc vào năm 258 trước Công Nguyên, tổng cộng 2.622 năm. Nếu chia ra 18 đời thì mỗi một đời vua kéo dài trung bình 146 năm, một chuyện hết sức hoang đường. Nếu nhớ, các triều đại vua chúa bên Tàu vào thời Xuân Thu Chiến Quốc kéo dài trung bình khoảng 10 đến 20 năm, như Chu Trang Vương năm 696 đến 682 trước Công Nguyên 14 năm chẳng hạn. Đời sống con người thời đó trung bình chỉ kéo dài khoảng 50 năm, hơn thời sống trong hang động chừng 20 năm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư xuất hiện khoảng năm 1479 dưới đời vua Lê Thánh Tôn, chính là bộ sử đầu tiên đưa truyền thuyết Âu Cơ Lạc Long Quân rồi Hùng Vương vào sử sách nước Việt. Trước thời Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có hai bộ sử nữa, nhưng hoàn toàn không đề cập đến truyền thuyết Lạc Long Quân. Đó là Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu xuất hiện năm 1272 và Đại Việt Sử Lược với tác giả Quyết Danh ra đời trong khoảng cuối thế kỷ 14 dưới đời nhà Trần. Bộ sách của Lê Văn Hưu tuy thất truyền từ lâu nhưng phần lớn được Ngô Sĩ Liên sử dụng khi soạn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đại Việt Sử Lược thất lạc nhiều năm, nhưng về sau một vị quan nhà Thanh tìm được ở một thư khố bên Tàu. Chuyện tích vua Hùng với 18 đời cùng những truyền tích khác như Phù Đồng Thiên Vương, Sơn Tinh Thủy Tinh thật ra được Ngô Sĩ Liên nhập vào bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư từ những sách thuật truyền U Linh hoang đường như Việt Điện U Linh Tập và Lĩnh Nam Trích Quái xuất hiện trong khoảng thế kỷ 14. Đặc biệt Lĩnh Nam Trích Quái do tiến sĩ Vũ Quỳnh Hiệu Đính thuật lại những chuyện thần thoại ở khu vực phía Nam dặn núi Ngũ Lĩnh, Lĩnh Nam tức phía Nam của nước Sở,
ở vào thời Xuân Thu Chiến Quốc xa xưa, năm 722 đến 221 trước Công Nguyên. Trở lại với năm đầu và năm cuối của thời Hồng Bàng, Trần Trọng Kim dùng thẳng tài liệu của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm 2879 đến năm 258 trước Công Nguyên, nhưng đặt thêm một dấu hỏi sau năm khởi đầu năm 2879 trước Công Nguyên. Bởi thật ra, chính Ngô Sĩ Liên cũng chỉ đề cập đến 18 đời ở bên ngoài phần ngoại kỳ từ thời Hồng Bàng đến Ngô Sứ Quân. Đặc biệt, Ngô Sĩ Liên có chép lời bàn ở cuối chương về thời Hồng Bàng, bày tỏ mối ngờ vực về truyền thuyết Âu Cơ. Cái thuyết nói đến 50 con theo mẹ về núi, biết đâu không phải là thế. Còn Sơn Tinh Thủy Tinh thì ông cho rất là quái đản. Tin sách chẳng bằng không có sách. Hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi. Ngô Sĩ Liên đã đoán rất đúng. Khi nhét các truyền tích vào cổ sử, ông đã tiếp tục gieo nghi ngờ và thắc mắc với mọi người Việt từ lúc đó cho mãi đến ngày nay. Mặc dù đã căn dặn kỹ, tin sách chẳng bằng không có sách, tận tín thư bất như vô thư, mãi cho đến cuối thế kỷ 20, nỗ lực của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã đưa đến một số điều chỉnh về năm tháng. Trong đó, niên đại kết thúc đời Hồng Bàng và bắt đầu thời Thục Phán được rời về năm 208 trước Công Nguyên. Đặc biệt, gần đây, họ phối hợp những luận cứ dựa trên các khám phá khảo cổ học về thời đại văn minh Đông Sơn với một đoạn ngắn của quyển Đại Việt Sử Lược thất truyền lâu năm, nhưng về sau tìm lại được ở thời Mãn Thanh bên Tàu. Đến đời Trang Vương nhà Chu năm 696 đến năm 682 trước Công Nguyên, ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, đặt quốc hiệu là Văn Lang, phong tục thuần lương trơn chất, chính sự dùng lối kết nốt, truyền được 18 đời đều xưng là Hùng Vương. Xin chú ý đến một vài điểm. Đại Việt Sử Lược vẫn cho thời đại Hùng Vương kéo dài 18 đời, không có ghi chi tiết cha mẹ của Hùng Vương, tức giấy khai sinh của Hùng Vương không có tên Lạc Long Quân và Âu Cơ. Vua Hùng thứ nhất khởi đầu sự nghiệp vào khoảng năm 688 trước Công Nguyên, kết thúc vào năm 208 trước Công Nguyên, bình quân 26 năm cho mỗi một đời vua. Chính sự dùng dây kết nút để truyền thông với nhau, tức không có chữ viết, không có sử sách gì hết, tức không giống như văn minh Hoa Hạ ở khu vực bình nguyên sông Hoàng Hà. Tóm tắt, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, 18 đời vua Hùng năm 2879 đến năm 258 trước Công Nguyên, theo nhiều tài liệu sử hiện nay dựa trên tài liệu khai quật và Đại Việt Sử Lược, 18 đời Hùng Vương khoảng năm 688 đến năm 208 trước Công Nguyên. 1. Chi Càn. Kinh Dương Vương Húy Lộc Tục, tức Lộc Dục Vương, sinh năm Nhâm Ngọ, tức năm 2919 trước Tây Lịch, lên ngôi năm 41 tuổi, không rõ truyền được mấy đời vua, ở ngôi tất cả 86 năm, từ năm Nhâm Tuất năm 2879 trước Tây Lịch đến Đinh Hợi năm 2794 trước Tây Lịch. So ngang với Trung Quốc vào thời đại Tam Hoàng chưa rõ năm. 2. Chi Khảm. Lạc Long Quân Húy Sùng Lãm, tức Hùng Hiền Vương, sinh năm Bính Thìn năm 2825 trước Tây Lịch, lên ngôi 33 tuổi, không rõ truyền mấy đời vua, chi này ở ngôi tất cả 269 năm, đều xưng là Hùng Hiền Vương, từ năm Mậu Tý năm 2793 trước Tây Lịch đến năm Bính Thìn năm 2525 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Hoàng đế Ngũ Đế. 3. Chi Cấn.
Hùng Quốc Vương Quý Hùng Lân sinh năm Canh Ngọ năm 2570 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 18 tuổi, không rõ truyền được mấy đời vua, đều xưng là Hùng Quốc Vương 272 năm, từ năm Đinh Tỵ năm 2524 trước Tây Lịch đến năm 2253 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Đế Thuấn Hữu Ngu. 4. Chi Chấn. Hùng Hoa Vương Quý Bửu Lang không rõ năm sinh, lên ngôi năm Đinh Hợi năm 2252 trước Tây Lịch, không rõ truyền được mấy đời vua, đều xưng là Hùng Hoa Vương, ở ngôi tất cả 342 năm, từ năm Đinh Hợi năm 2254 trước Tây Lịch đến năm Mậu Thìn năm 1913 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Đế Quýnh nhà Hạ. 5. Chi Tốn. Hùng Hy Vương Quý Bảo Lang sinh năm Tân Mùi năm 2030 trước Tây Lịch, lên ngôi khi năm 59 tuổi, không rõ truyền được mấy đời vua, đều xưng là Hùng Hy Vương, ở ngôi tất cả 200 năm, từ năm Kỷ Tỵ năm 1912 trước Tây Lịch đến năm Mậu Tý năm 1713 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Lý Quý tức Kiệt nhà Hạ. 6. Chi Ly. Hùng Hồn Vương Quý Long Tiên Lang sinh năm Tân Dậu tức năm 1740 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 29 tuổi, truyền hai đời vua, ở ngôi tất cả 81 năm, đều xưng là Hùng Hồn Vương, từ năm Kỷ Sửu tức năm 1712 trước Tây Lịch đến năm Kỷ Dậu năm 1632 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Đinh nhà Thương. 7. Chi Khôn. Hùng Chiêu Vương Quý Quốc Lang sinh năm Quý Tỵ tức năm 1768 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 18 tuổi, truyền năm đời vua, đều xưng là Hùng Chiêu Vương, ở ngôi tất cả 200 năm, từ năm Canh Tuất năm 1631 trước Tây Lịch đến năm Kỷ Tỵ năm 1432 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Tổ Ất nhà Thương. 8. Chi Đoài. Hùng Vĩ Vương Quý Vân Lang sinh năm Nhâm Thìn năm 1469 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 39 tuổi, truyền năm đời vua, đều xưng là Hùng Vĩ Vương, ở ngôi tất cả 100 năm, từ năm Canh Ngọ tức năm 1431 trước Tây Lịch đến năm Kỷ Dậu năm 1332 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Nam Canh nhà Thương. 9. Chi Giáp. Hùng Định Vương Quý Chân Nhân Lang sinh năm Bính Dần năm 1375 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 45 tuổi, truyền ba đời vua, đều xưng là Hùng Định Vương, ở ngôi tất cả 80 năm, từ năm 1331 đến năm 1252 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Tổ Giáp nhà Ân. 10. Chi Ất. Hùng Uy Vương Quý Hoàng Long Lang ba đời 90 năm, từ năm 1251 đến năm 1162 trước Tây Lịch. 11. Chi Bính. Hùng Trinh Vương Quý Hưng Đức Lang sinh năm Canh Tuất tức năm 1211 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 51 tuổi, truyền bốn đời vua, đều xưng là Hùng Trinh Vương, ở ngôi tất cả 107 năm, từ năm Canh Tý năm 1161 trước Tây Lịch đến năm Bính Tuất năm 1055 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Thành Vương nhà Tây Chu. 12. Chi Đinh. Hùng Vũ Vương Quý Đức Hiền Lang sinh năm Bính Thân tức năm 1105 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 52 tuổi, truyền ba đời vua, đều xưng là Hùng Vũ Vương, ở ngôi tất cả 86 năm, từ năm Đinh Hợi năm 1054 trước Tây Lịch đến năm Nhâm Tuất năm 969 trước Tây Lịch,
ngang với Trung Quốc vào thời Lệ Vương nhà Tây Chu. 13. Chi Mầu. Hùng Việt Vương Húy Tuấn Lang sinh năm Kỷ Hợi năm 982 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 23 tuổi, truyền 5 đời vua, đều xưng là Hùng Việt Vương. Ở ngôi tất cả 115 năm, từ năm Quý Hợi năm 968 trước Tây Lịch đến năm Đinh Mùi năm 854 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Lệ Vương nhà Tây Chu. 14. Chi Kỷ. Hùng Anh Vương Húy Viên Lang sinh năm Đinh Mão, tức năm 894 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 42 tuổi, truyền 4 đời vua, đều xưng là Hùng Anh Vương. Ở ngôi tất cả 99 năm, từ năm 853 đến năm 755 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Bình Vương nhà Đông Chu. 15. Chi Canh. Hùng Triệu Vương Húy Cảnh Chiêu Lang sinh năm Quý Sửu năm 748 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 35 tuổi, truyền 3 đời vua, đều xưng là Hùng Triệu Vương. Ở ngôi tất cả 94 năm, từ năm Đinh Hợi năm 754 trước Tây Lịch đến năm Canh Thân năm 661 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Duệ Vương nhà Đông Chu. 16. Chi Tân. Hùng Tạo Vương Thần Phà xã Tiên Lát, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc, ghi đời thứ 16 là Hùng Tạo Vương, đóng ở Việt Trì, có thạc tướng quân đánh tan giặc Man. Vua phong là Truyền Thạch Tướng Đại Vương. Người anh hùng làng gióng Cao Xuân Đình, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội năm 1969, trang 126 đến 130. Húy Đức Quân Lang sinh năm Kỷ Tỵ, tức năm 712 trước Tây Lịch. 3 đời vua, lên ngôi tất cả 92 năm, từ năm Tân Dậu năm 660 trước Tây Lịch đến năm Nhâm Thìn năm 569 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Linh Vương nhà Đông Chu. 17. Chi Nhâm. Hùng Nghị Vương Húy Bảo Quang Lang sinh năm Ất Dậu, tức năm 576 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 9 tuổi, truyền 4 đời vua, đều xưng là Hùng Nghị Vương. Ở ngôi tất cả 160 năm, từ năm Quý Tỵ năm 568 trước Tây Lịch đến năm Nhâm Thân năm 409 trước Tây Lịch, ngang với Trung Quốc vào thời Uy Liệt Vương nhà Đông Chu. 18. Chi Quý. Hùng Duệ Vương sinh năm Canh Thân, tức năm 421 trước Tây Lịch, lên ngôi khi 14 tuổi, truyền không rõ mấy đời vua, có lẽ 3 đời. Vì ở đình Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, có bài vị Tam Vị Quốc Chúa, ở ngôi tất cả 150 năm, từ năm Quý Dậu, tức 408 trước Tây Lịch đến năm Quý Mão năm 258 trước Tây Lịch, ngang với năm thứ 17 đời Uy Liệt Vương đến năm thứ 56 đời Noãn Vương nhà Đông Chu Trung Quốc. Tổng cộng là 2.621 năm, từ năm 2.879 đến năm 258 trước Tây Lịch. Như vậy, họ Hồng Bàng trị vì nước Văn Lang với vương hiệu Hùng Vương không phải chỉ có 18 đời, tức 18 ông vua, mà là 18 chi, mỗi chi có nhiều đời vua. Điều này giải thích hợp lý sự tồn tại gần 3.000 năm của thời đại Hùng Vương. Đền Hùng hiện nay trong ngôi đền chính có một bài vị chung thờ các vị vua Hùng có hàng chữ: Đột Ngột Cao Sơn Cổ Hùng Thị, Thập Bát Thế Thánh Vương Thánh Vị. Do tục thờ cúng tổ tiên chỉ chờ vị khai sáng đầu tiên, nên chữ Thập Bát Thế có thể hiểu là 18 vương hiệu của các vị tổ đầu tiên của 18 chi Hùng Vương đã thay nhau cầm quyền trên đất nước Văn Lang, quốc gia đầu tiên của người Việt chúng ta ngày nay. Câu chuyện Vua Hùng từ truyền thuyết tới lịch sử.
dân tộc ta có một hoàn cảnh lịch sử khá đặc biệt. Vừa bước vào thời kỳ dựng nước chưa được bao lâu thì mất nước. Hơn 1.000 năm bị đô hộ, lịch sử văn hiến của người Việt đã hầu như bị xóa mất mọi dấu vết về một thời văn minh của dân tộc. Do vậy, lịch sử dựng nước của dân tộc ta không được ghi chép để truyền lại. Điều duy nhất mà những thế lực đô hộ không thể xóa được là ký ức của nhân dân về lịch sử của cha ông mình. Chính vì lẽ đó mà thời kỳ lập quốc của dân tộc Việt Nam trong một thời gian dài chỉ được phản ánh trong các huyền thoại hoặc truyền thuyết dân gian. Những câu chuyện kể về 18 đời vua Hùng nối nhau trị nước, hay những truyền thuyết về sự tích bánh chưng bánh dày, sự tích trầu cau liên quan đến phong tục tập quán và cuộc sống của người xưa là những mảng màu còn giữ được trong ký ức của nhân dân, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác về thời đại Hùng Vương. Huyền thoại Sơn Tinh Thủy Tinh và Thiên Anh Hùng Ca Thánh Gióng là những hình tượng khái quát do nhân dân sáng tạo nên để truyền cho nhau về sự nghiệp của cha ông thời mở nước. Những pho sử không thành văn này đã tỏ ra có sức sống mãnh liệt trong suốt hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Sau khi giành được độc lập, đất nước ta bước vào kỷ nguyên phục hưng và phát triển. Nhu cầu nhận thức về nguồn gốc và ý thức tự tôn dân tộc và thôi thúc các nhà sử học yêu nước tìm hiểu về lịch sử thời Hùng Vương. Đến thời Trần Lê, những truyền thuyết và huyền thoại bấy lâu chỉ lưu truyền trong dân gian, lần đầu tiên được sưu tầm, biên khảo và ghi chép lại trong các tài liệu thành văn. Các bộ sách Việt Điển U Linh của Lý Tế Xuyên và Lĩnh Nam Trích Quái của Trần Thể Pháp lần lượt ra đời. Đặc biệt, đến thế kỷ 15, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã chính thức đưa những tư liệu dân gian đó vào bộ chính sử đồ sộ do ông và các sử thần triều Lê biên soạn. Trong bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên đã dành riêng một kỳ đặt tên là Kỳ Hồng Bàng để trình bày một cách có hệ thống các truyền thuyết mà ông tập hợp được với một diễn biến thế phổ. Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương. Ông cũng là người đầu tiên đưa ra những niên đại tuyệt đối cho thời đại lịch sử này. Theo đó, Kinh Dương Vương, ông nội của Hùng Vương thứ nhất, lên ngôi vào thời Chu Noãn Vương thứ 57 năm 2879 trước Công Nguyên, và năm cai trị cuối cùng của Hùng Vương thứ 18 là năm 258 trước Công Nguyên. Nhưng sự cố gắng chứng minh Việt Nam có lịch sử văn minh lâu đời của Ngô Sĩ Liên không khỏi gây ra sự băn khoăn, hoài nghi của các nhà sử học thuộc các thời đại sau. Ông viết như vậy nhưng không nêu ra được những cơ sở khoa học có sức thuyết phục. Chính bản thân ông, theo sự trình bày những điều trên, cũng phải hạ bút viết câu "Hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi." Quả thực, những điều Ngô Sĩ Liên đưa vào chính sử đều là huyền thoại và truyền thuyết. Các chuyên gia về văn học dân gian thừa nhận rằng các truyền thuyết và huyền thoại luôn chứa đựng trong nó những cốt lõi lịch sử. Nhưng đó không phải là lịch sử, không thể dựa vào truyền thuyết để xác định niên đại tuyệt đối cho các sự kiện lịch sử. Và lại, khung niên đại về thời gian trị vì của 20 ông vua thời dựng nước do Ngô Sĩ Liên đưa ra lên tới 2.622 năm, từ năm 2879 đến năm 258 trước Công Nguyên, là điều phi lý, không thể chấp nhận. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ông vua trung bình phải cai trị tới hơn 130 năm. Dân tộc ta vẫn luôn tự hào mình là cháu vua Hùng. Để ghi nhớ công ơn, Bác Hồ đã có những lời dạy cho con cháu về vua Hùng, về tổ tiên của người Việt. Bác Hồ nói chuyện tại đền Hùng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước thì bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước."
câu nói là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà ý nghĩa. Câu nói trên được Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại cửa đền giếng trong khu di tích đền Hùng thuộc núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, trước cán bộ đại đoàn quân tiên phong. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1954, trước khi về Hà Nội, Bác Hồ và cơ quan trung ương chuyển từ xã Kim Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về thôn Vai Cầy, xã Văn Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 18 tháng 9 năm 1954, Bác từ Đại Từ, Thái Nguyên trên chiếc xe dép mang biển số KT032. KT ký hiệu của Ban Kiểm tra 12, bí danh của Văn phòng Phủ Thủ tướng do đồng chí Ngọc điều khiển. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 1954, Bác đi thăm khu vực di tích Đền Hùng. Khoảng 9 giờ, có cán bộ của Trung đoàn 102, Trung đoàn Thủ đô, Trung đoàn 36, Trung đoàn 88, Tu Vũ và một số tiểu đoàn trực thuộc của đại đoàn đi từ năm hướng: từ núi Thần Lằn, Vĩnh Phúc, từ Gia Thanh, Phủ Ninh, từ trại cờ Hiệp Hòa, Bắc Giang, từ Đại Từ, Thái Nguyên và từ Phùng, Hà Nội đến hội tù. Ngoài ra, còn có cán bộ văn hóa công của đại đoàn và nhà báo Nguyễn Khắc Tiệp, phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Bác ngồi trên cửa ngách bên phải đền giếng, đồng chí Song Hào và đồng chí Thanh Quảng ngồi trên bậc lát gạch cạnh Bác. Khoảng gần 100 các đồng chí cán bộ, chiến sĩ của đại đoàn ngồi dưới sân đền nghe Bác nói chuyện. Trong hồi tưởng của Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, thì vào thời điểm tháng 9 năm 1954, ông là Phó Chính ủy Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 và là người có mặt trong buổi nói chuyện lịch sử ngày 19 tháng 9 năm 1954 của Bác. Trong buổi gặp mặt, Bác đã giảng giải: Đền Hùng thờ các vua Hùng, Hùng Vương là người sáng lập ra nước ta, là tổ tiên của dân tộc ta. Tiếp theo, người nói: ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đồng thời, Bác căn dặn và giao nhiệm vụ cho đơn vị về tiếp quản Hà Nội và nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng Việt Nam, của quân đội. Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng các vị vua Hùng vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta vẫn luôn tự hào là con rồng cháu tiên, con cháu vua Hùng. Chính vì vậy, đã là người Việt Nam thì phải luôn hướng về cội nguồn, về nơi đã sinh ra. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Theo website Ba Kẻ Con Nghe, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.